đô cũ châu Âu. Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và đây là một chiếc đồng hồ Vibor với mức giá là 7.500.000. Và chiếc đồng hồ này, mức giá này thì sẽ sở hữu cho mình là 8 gông, 3 bài nhiệt. Chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ thuộc dòng Westminster Oxino, sở hữu cho mình là thêm là 2 dây điệu nữa, tổng cộng là 3 dây điệu các bác, và hoạt động bằng ba lăng. Và đây các bác, là một chiếc đồng hồ Vibor đến từ thương hiệu Vibor, được sản xuất vào 1960 năm 1970, made in Germany tại Đức. Và đây là một chiếc đồng hồ Vibor với phần ngoại thất thuộc phiên bản Tempo Fluorite. Đây các bác. Và với kích thước tổng thể với chiều cao là 24cm, bề ngang là 71cm, bề dày là 15,5cm. Về móc của chiếc đồng hồ sổ cho mình bộ máy chính hãng Vibor, hoạt động 3 lăng, chạy tuần lên dây, sổ cho mình là 8 gông, 3 bài nhạc bao gồm là Westminster, Whittington và bài Winchester các bác. Và phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này, đặc biệt ở mẫu này thì sẽ sở hữu cho mình phần ngoại thất khá là cứng cáp, sang trọng. Đây các bác, ở phần kiểu dáng này thì phần chiếc vai của đồng hồ này sẽ được nhô cao lên. Đây, đây các bác. Đây. Chiếc đồng hồ Vibor này sở hữu cho mình một cái tông màu gỗ giống như một chiếc đàn piano, là phần viền này nó sẽ màu sậm và phần lòng trong này sẽ là màu nâu vàng. Đây, khá là đẹp. Và dòng chữ phiên bản Tempo Fluorite sẽ được làm nổi bật. Đây các bác, ở ngay phần đế này, những hoa văn chi tiết được đục đẽo thủ công. Đây. Rất là đẹp các bác. Đây, các bác nhìn chiếc đồng hồ này. Đây, với cái chiều dài là 71cm. Rất là to các bác. Đây, các bác nhìn vào. Đây, ở đây thì em có để sẵn cho mình là hai cái chiếc đèn trao. Đây, Pháp. Thì em nhìn thấy nó cũng khá là đẹp. Đây, bộ bố cục rất là đẹp các bác. Chỉ với mức giá là 7.500.000 thôi các bác. Một chiếc đồng hồ Vibor cực kỳ đẹp. Đây các bác, phần kính được trang bị là kính thủy tinh, là kính mo zin nguyên bản. Đây, và phần cái khung của phần kính này được làm bằng chất liệu đồng, và đồng này có hoa văn ở trên đây luôn, rất là đẹp. Mật số sổ cho mình là 12 chữ số La Mã. Đây là chữ số kiểu các bác, rất là đẹp. Phần lồng giữa này nó sẽ khuyết lồng và dùng cái màu nền của tông màu gỗ này để làm nổi bật. Đây, trên mặt phần lồng trong này sẽ đầy đầy đủ những cái thông tin của chiếc đồng hồ này, như là chiếc đồng hồ thuộc dòng Westminster Oxino. Đây, và cộng thêm đó là hai giai điệu, là hai bài nhạc bác, tổng cộng là 3. Và đây Super Anchor hoạt động bằng ba lăng. Đây, kim là kim hoa văn các bác. Bây giờ em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông ở bài là Whittington. Sau đó em sẽ lật chiếc đồng hồ Vibor này và cho các bác xem phần máy cũng như là những giai điệu còn lại.
đây các bác, và phía bên đây sẽ là cần công tắc silent và chế độ tắt âm đây các bác. Bây giờ em sẽ lật chiếc đồng hồ Fireball này lại, chiếc tem của Fireball để tem lửa các bác. Em sẽ mở phần nắp lửa ra đây các bác, bộ máy chính hãng của Fireball có số series trên máy các bác, hoạt động bằng 3 lăng, số cho mình là 8 đồng. Các bác bây giờ em sẽ chỉ nhạc lên bài Westminster. Đây. Đây, các bác. Bây giờ thì em sẽ chỉ nhạc lên bài là Winchester. Bác ba nứt rất hay các bác, chiếc đồng hồ vai bò với 3 bài nhạc. Và ở bài Winchester và Whittington này thì sẽ có sự tương đồng, gần như là giống nhau các bác, nhưng mà hai bài này sẽ khác nhau ở những quãng âm. Và đoán được là trên chiếc tay bác chân củ nhạc này, cái gai này nó sẽ khoảng cách với nhau rất là xa, và hai bài này các bác nghe kỹ hơn thì sẽ rất khác nhau. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu với các bác là hai chiếc đèn treo, và cả hai chiếc đèn này thì được sản xuất vào năm 1900, được sản xuất tại Pháp. Với chiếc treo này được làm bằng chất liệu là thủy tinh đục có hoa văn, còn lại là kim loại, trên đây là kim loại đồng các bác. Và phần này chính là phần gốm sứ xanh đây các bác, gốm sứ xanh những hoa văn chi tiết châu Âu rất là đẹp, rất giá trị các bác. Đặc điểm giá trị nhất của chiếc đèn này sẽ nằm ở phần này, đây gốm sứ xanh của châu Âu đây các bác. Chiếc còn lại đây.
Và chiếc đèn trao này thì em mua được từ Pháp về, thì đã lên cái điện các bác. Đây, các bác xài bằng một cái đèn để em lắp cái chui này vào để bác kim điện xài. Đây, đây các bác nhìn tổng thể. Đây, ở đây thì em cố tình đặt ở đây để bố trí một cái bố cục cho các bác dễ hình dung. Đây, và các bác đặt những chiếc đồng hồ, những bộ đồng hồ ở đây thì cũng rất là đẹp các bác, chứ không riêng một chiếc bay bò các bác. Rất nổi bật cho không gian mình trưng bày. Và cặp đèn trao này ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 8 triệu cho một cặp đèn trao được sản xuất tại Pháp năm 1900, nước sâu tuổi. Đây, với chiếc đồng hồ vai bò với mức giá là 7,5 triệu và cặp đèn trao mức giá là 8 triệu thì ở cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời bảo hành 2 năm phải móc tại cửa hàng cho các bác. Và cửa hàng chúng em sẽ lắp đặt tại nhà cho các bác nội trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn bác nào quan tâm mà muốn sở hữu chiếc đồng hồ vai bò hoặc cặp đèn trao được sản xuất tại Pháp này thì hãy liên hệ ngay với số line 0909 25303 hoặc 0909 25303, hoặc ở đây là địa chỉ là số 280C Phạm Thiện, phường 3, quận 8 để xem trực tiếp những chiếc đồng hồ, những món đồ trưng bày mà bác yêu thích. Và cảm ơn các bác đã xem video, nhấn like và bấm cái kênh để một cái dòng phát triển được làm theo nhiều người bác xem. Cảm ơn các bác.